Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Đi Cùng Thi. Ở video trước mình đã cùng tham quan Hòn Khô và Eo Gió, hai địa điểm hoang sơ và cực đẹp của thành phố Quy Nhơn rồi hen. Trong video này mình sẽ cùng nhau đi phượt vào Tuy Hòa, Phú Yên, khám phá các điểm tham quan nổi tiếng ở đây như Tháp Nghinh Phong, một nơi rất là hot ở Phú Yên, và gành Đá Đĩa, một thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia, rồi ghé đầm Ô Loan ăn hải sản. Mình sẽ xem giá cả và chất lượng ở đây như thế nào nha. Trước khi xuất phát, mình sẽ review sơ căn hộ mình đã thuê trong 3 ngày ở Quy Nhơn. Chỗ này mới đưa vào hoạt động được 1 năm, đối diện bãi biển trung tâm, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới biển. Giá một đêm là 800k. Mình nghĩ chỗ này rất thích hợp cho tất cả mọi người, nên giới thiệu luôn cho các bạn có thêm sự lựa chọn khi tới Quy Nhơn. Link tham khảo phòng mình để ở dưới phần mô tả nha. Đây là cái view của cái phòng mình nè, hướng biển ha. Ở phía dưới là bãi biển Quy Nhơn, rất là đẹp luôn. Biển rất là êm sóng ha. Rồi, bên trong căn phòng mà mình đã thuê ở FLCC Tower nha các bạn. Đây. Đây đúng là một cái căn hộ luôn, một căn hộ mini chứ không phải là một cái phòng khách sạn. Đây phòng rất là rộng rãi ha. Chung là lúc đầu mình đặt mình không phát hiện ra có cái này nha mọi người. Nên là nếu mà khi mà mọi người đặt á, thì nhớ nhắn tin cho cái anh chủ, thì nếu mà ai không có nhu cầu á, thì kêu ảnh lấy giùm một cái phòng khác ha. Cái phòng này mình không biết là có cái này luôn. Rồi ở xung quanh đây thì có một cái giường lớn nè, đó, ở trong đó là toilet ha. Bên đây là cái khu bếp nè, có bàn ăn luôn. Rồi bên đây thì giống như là một cái phòng khách nhỏ để mình xem tivi. Ở khu bếp thì nó sẽ có những cái dụng cụ cần thiết như chén, dĩa, tô nè. Rồi bên kia có một cái bếp nhỏ nữa nè, và bình nấu nước. Bên đây có bồn rửa đầy đủ luôn. Bên đây thì có một cái tủ đồ ha. Dạ, để mình mở ra phía ngoài cho mọi người xem cái không gian bên ngoài như thế nào. Đây. Thì cái tòa nhà FLC này thì nó mới xây dựng được, đưa vào hoạt động khoảng 1 năm thôi mọi người. Rất là rộng ha. Một tầng như vậy có khoảng 40 căn hộ, khá là hoành tráng. Đây, từ cái hướng này để sao quay cho mọi người xem. Đây. Rất là rộng rãi và thích hợp cho gia đình hoặc là cặp đôi ha. Ở đây nó có cho thuê xe máy. Nếu mà bạn thuê ở đây luôn á thì sẽ được gửi xe miễn phí. Hôm qua mình không biết mình thuê xe ở phía bên ngoài á, nên là mình phải gửi xe dưới tầng hầm ở đây và có tính phí nha. 120k 24 tiếng sử dụng mình nghĩ là xe số ha, còn xe tay ga này là 150 á. Rồi và đây là bên trong khu vực nhà tắm toilet nè. Đây, ở đây có bồn tắm. Rồi cái gương này có thể tắt mở đèn nè. Khá là hay chứ. Bạn nào mà trang điểm thì đứng trong đây trang điểm cũng ổn. Đó. Rồi có ổ điện luôn, có thể xé tóc trong này, nhưng mà mình nghĩ là không nên. Rồi nó có những cái dụng cụ quét dọn lau nhà trong đây luôn. Nó đúng y chang là một cái căn hộ ha. Cũng tương đối sạch sẽ nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi Phú Yên đây. Mọi người nhớ theo dõi tiếp video nha. Lịch trình hôm nay mình sẽ đi Tháp Nghinh Phong trước, rồi đi ngược về Quy Nhơn theo hướng gành Đá Đĩa. Trên đường đi, ở đoạn cầu An Hải mình sẽ ghé ăn hải sản ở đây, sau đó đi gành Đá Đĩa vào buổi chiều tà, rồi về lại Quy Nhơn. Giờ thì mình lên đường thôi. Nghinh Phong nằm ở trục đường biển lớn của thành phố Tuy Hòa, nút giao Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập. Đường bờ biển khá dài, tuy nhiên là chưa có nhiều khách sạn, resort xung quanh đây. Đất trống còn khá nhiều, mình nghĩ việc xây dựng tháp ở đây là đang muốn thu hút phát triển du lịch cho khu vực này. Hello mọi người, thì sau 1 tiếng 45 phút mình đã đặt chân tới được thành phố Tuy Hòa. Và phía sau mình chính là cái tháp Nghinh Phong ha, rất là hot trong năm nay luôn. Thì nó mới được khánh thành rồi, mình nhớ như đầu năm hay sao á. Không có nhớ chính xác nha bạn nào, nếu mà bạn nào biết thì comment phía bên dưới giúp mình ha. Đây cái tháp Nghinh Phong ở phía sau lưng mình nè, bây giờ mình sẽ di chuyển tới gần hơn ha. Nhìn nó rất là hùng vĩ luôn đó mọi người.
Và cái thời gian mình đi nó buổi trưa nên nó khá là nắng. Bạn nào mà có đi ở đây thì nhớ mang theo dù, mang theo nón nha. Nắng lắm luôn á. Ở phía sau tháp là mặt biển luôn nha. Biển luôn, xíu mình lên sát phía trên mình sẽ quay cho mọi người xem. Mình đang đi từng cái tháp nè. Càng tới gần mình càng thấy là mình rất là nhỏ bé so với cái tháp luôn á mọi người. Quá quá trời cao luôn. Và ở đây là khách du lịch. Cũng buổi trưa rồi nhưng mà như vậy thì cũng là khá là đông á. Bữa nay là 2 tháng 9 luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi hướng trực diện tới cái tháp Nghinh Phong nè. Đây ha. Đây. Và đây là hướng chính diện của tháp Nghinh Phong ha. Thì theo mình tìm hiểu thì cái tháp này lấy ý tưởng từ gành đá đẻ và truyền thuyết trăm trứng trăm con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Thì cái tháp bên trái bạn thấy cao hơn không? Có nghĩa là tượng trưng cho Lạc Long Quân nè và 50 người con. Thì năm mấy cái cục đó nó cộng lại nó sẽ được là đủ 50 nha. Đó là tượng trưng cho 50 người con đi theo Lạc Long Quân. Và bên đây, mé bên tay phải của mình đó, sẽ là tượng trưng cho Âu Cơ và 50 người con còn lại. Đó, hay không? Bây giờ mình sẽ đi di chuyển vào bên trong nha. Thì ở phía bên trong đây nó sẽ có những cái búp phù điêu nè. Đó, đây. Một búp phù điêu rồi ha. Hai bên luôn, cả hai bên luôn ha. Đó. Đó, đây là bức phù điêu ha. Rồi phía sau trong đây mình đi hướng ra phía ngoài này là biển luôn, mặt biển luôn. Wow, ở trong đây thì rất là mát nè. Wow, mát quá. Wow. Biển rất là trong nha, bãi biển cực kỳ sạch luôn. Quá chứ là sạch luôn đó mọi người. Mà cái biển ở đây rất là êm, mình thấy ở bên Quy Nhơn và cả bên Phú Yên nè. Biển rất là êm, sóng gợn nhẹ thôi chứ không có như mạnh như ở bên Vũng Tàu nha. Đã quá à. Ở phía dưới này nó cũng có cái đường đi nè, nó mát mẻ hơn nè. Đó. Rồi còn đây là cái mặt sau của Nghinh Phong, tháp Nghinh Phong. Thì theo mình được biết á, là buổi tối nó sẽ có đèn chiếu nữa. Nhưng mà chắc mình không có đủ thời gian để ở tới tối đâu mọi người. Nếu mà mọi người có đi du lịch riêng về Tuy Hòa, Phú Yên riêng á, thì mọi người có thể ra đây buổi tối để mà có thể chụp những cái tấm hình đẹp hơn ha. Wow. Chung là gió mà nắng cứ nắng đó mọi người. Rất là nắng ha. Thì mọi người đi qua tới đây nhớ đem dù, đem nón cho nó đỡ nắng, đỡ nhức đầu ha. Ok, thì mình sẽ ở đây chơi một chút xíu rồi mình sẽ di chuyển tiếp qua những cái chỗ khác. Thì mọi người nhớ theo dõi tiếp video nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi ăn hải sản ở đầm Ô Loan nha các bạn. Bây giờ mình đang ở tiệm, ở cái gọi là cái nhà bè bán hải sản luôn. Nó ngay bên bờ sông luôn mọi người. Và đây là cái cầu An Hải nè. Cứ qua cầu An Hải là sẽ thấy được nguyên một vàng nhà bè bán hải sản đây. Có mấy chỗ luôn á. Thì mình đi cái của Trúc Kiều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào đường hải sản. Cái này giá như thế nào em? Ủa cái này tôm gì ta? Dạ, tôm bún ly. To dữ hả? Giá bao nhiêu? Dạ con lớn nó là 2,5 triệu. Con nhỏ thì là 2,4 triệu. Sò huyết giá như thế nào em? Dạ có hai loại, loại nhỏ 42, còn loại lớn là 520. Ồ lớn 520. Rồi còn tôm hùm thì bán sao? Dạ tôm hùm là 7,000, 9,000, 3,000, 5,000. Wow cao vậy hả? Triệu 3 là loại nào? Rồi đây. Loại cỡ 3, 4 hàng một con đó là 1,3 triệu. Và còn nửa thế trở lên là hàng đó là 2,5 triệu. À 1,5 triệu. Ok, lựa cho chị một con này đi. Chị lấy loại nào? Loại 1,3 triệu. Rồi. Ngon nha. Rồi. Chất lượng nha. Chảy dữ vậy. Rồi, lấy con này nha mọi người. Đây bao nhiêu? Con
gần nửa ký đúng không? Rồi. Ờ, lấy chị sầu huyết đó đi mà lấy hai lạng nước ngọt thôi. Nước phô mai đi em, lấy cái con bên đây được không? Đấy, cái con trên nè, ừ. Bơ, xào tỏi. Cái loại này, hai loại này giống nhau. Loại này là 550, còn loại kia là 6.2. Lấy chị hai lạng loại này đi. 80 một ký hả? Ký 80. Mình có làm món gì ta? Nước phô mai với lại mỡ hành. Nước phô mai có. Này sống luôn đúng không? Dạ sống. Mình có hấp không? Dạ có hấp sẵn. Rồi vậy để cho một cái hấp luôn. Bây giờ mình thử món sầu huyết trước nha. Thì sầu huyết ở đây cũng khá là to á mọi người. Cái này là mình mua size nhỏ rồi nhưng mà nó vẫn to như thế này ha. Rồi, sầu huyết ở đây nuôi. Rồi, ở đây nướng nó hơi chín xíu rồi. Mà không sao đâu. Mình thấm khá là ngon á. Rồi, chấm cái nước muối ớt này nè. Ăn vô là cảm nhận được nó ngọt liền luôn á. Rất là tươi ha. Và nó có độ dai. Rất là ngon mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ thử qua món ốc hương nha. Đây cái dĩa ốc hương của mình nè. Đó. Đây. Ốc hương mình đã lấy size nhỏ rồi nhưng mà nó cũng khá là to nha mọi người. Đây, nhìn nó chất lượng ghê. Mình lấy con ốc này ra. Đây. Hấp dẫn không? Rồi giờ mình chấm vô cái miếng này. Đó. Nó rất là ngọt luôn, nó rất là tươi và ngọt luôn mọi người. Ngon. Ngon lắm luôn á. Nó thơm mùi bơ nữa. Tại vì mình làm xào bơ á, bơ tỏi. Bơ và có tỏi nữa nên là vừa thơm mùi bơ, vừa thơm mùi tỏi. Đây, miếng tỏi nè ha. Rồi ở đây là bơ nè, đó. Thì cái dĩa này mình là mua là 2 lạng ha. Cũng khá là nhiều á. Xào mai. Đây, nguyên một con. Cái con này giá là 75.000. Trời ơi, nguyên con bự nó không cắt ra ta. Không vừa cái miệng luôn. Trời rất là tươi luôn. Nên nó có độ dai với là nó rất là ngọt. Kèm theo cái phô mai á, nó rất là béo luôn, nó ngập trong miệng luôn á mọi người. Trong là 75.000. Không nhớ 75.000 hay 85.000 đó. Nó hơi mắc một chút xíu nhưng mà ăn cũng đáng nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử qua con hàu nè. Tính lên bằng hàu thì nó cũng hơi kỳ ha. Mà tại vì mình muốn xem con hàu ở đây nó như thế nào mọi người. Hàu sữa. Đây cái vỏ nó thì nó nhỏ nhỏ giống như của bên Phước Hải. Giống như bên Phước Hải. Nhưng mà hình như có vẻ cái ruộng nó hơi nhỏ. Đây, bây giờ mình bỏ miếng muối vô coi. Đây. Hàu này người ta hấp với lại sả ha. Có sả đây nè. Rồi. Nó sẽ không béo bằng bên Phú Hải không? Cũng không có ngọt bằng. Nó hơi mặn mặn thôi. Nói chung là bên Phú Hải vẫn ngon hơn nha mọi người. Ở con này mập nè. Đó, con này mập hơn nè. Để mình thử cái con này coi sao. Còn nó, con cái con hồi nãy có vẻ nó hơi ốm yếu. Cái sữa của nó nè. Đó. Con này nó ngọt hơn chút xíu nè. Và nó kiểu như nó béo hơn á. Ok nha. Nhưng mà mình cũng thích thằng bên Phước Hải hơn. Rồi và đây là con tôm hùm mình đã mua hồi nãy nè. Là con này nửa ký nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt ra và ăn thử xem nó như thế nào. Đầu bếp sẽ cắt ra nha. Mình cắt hồi nó tại quầy luôn á các bạn. Wow. Nhìn hấp dẫn quá nè. Ui, nó văng nước luôn kìa. Bây giờ phải lấy cái chén muối thần thánh vô. Wow.
Rồi. Đó này ra. Rồi. Ăn nha mọi người ơi, xin phép mọi người nha. Nó có những cái gạch lắm, ăn như nó béo lắm luôn á, mà thịt nó chắc, nó ngọt, rất là tươi luôn á mọi người, ngon. Này đầu bếp gỡ ra luôn chứ không có cần gắt mọi người. Thịt quá trời thịt luôn á, rất là to luôn á nha, rất là đầy đặn luôn á, không có kiểu dạng như là bị ốm hay gì hết luôn á. Cắt cái này ra. À, quá là hấp dẫn luôn. Cái loại này là 1.3 triệu một ký, nếu con mình nửa ký thì là 650. Wow. Nhìn là thấy là béo rồi đó. Rồi thấy rất béo luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý nó đây. Nhìn nó hấp dẫn quá không? Nhìn nó rất là béo luôn á mọi người. Xin phép mọi người nha. Wow, nó béo lắm. Ngon nha mọi người. Cái con tôm hùm ở đây đáng đồng tiền bát gạo nha. Mọi người nếu mà có đi qua đây ăn thì cứ mạnh dạn ăn tôm hùm nha. Rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ ăn hết cái con này đây rồi mình sẽ tiếp tục đi qua bên gành đá đĩa nha. Ok, mình đã tới chỗ gành đá đĩa rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào trong mua vé. Thì mình đang đứng ngay cái bãi giữ xe nè, rất là rộng. Đó. Mọi người cứ đi thẳng vô tới cổng là có bãi giữ xe luôn, chứ không cần phải gửi ở ngoài, nó xa ha. Giờ mình vào trong mua vé thôi. Ở xung quanh đây thì có bán mấy cái đồ lưu niệm nè, rồi nón. À, mấy cái sao biển cũng có bán nữa, nhiều thứ lắm nha. À, ai muốn mua về làm quà thủ công mỹ nghệ cũng có. À, ai muốn mua về làm quà thì về mua thôi. À, bây giờ vô mua vé. Ai mua vé đây? Đây cái cổng gành đá đĩa. Vé 10 lớn là 20.000 một vé nha, trẻ em là 10.000. Xe điện là 10.000 một lượt, vậy là phải mua cả khứ hồi luôn. Vậy là tổng là một người là 40.000 mọi người. Đây là vậy không? Hai người anh. Dạ. À, xe điện không bắt buộc hả anh? Ủa anh ơi, vé xe điện là 10.000 là một lần đi vô trong hả? À rồi, vậy lấy em hai người đi. Sao anh? À, mua vé trên xe luôn hả? Vậy rồi, cảm ơn. Ừ, bên đây. Rồi, vậy là vé xe điện mình mua ngay chỗ xe điện luôn mọi người. 5.000 một lượt thôi à. Khứ hồi vô là 10.000. Giờ đợi xe luôn. Hồn xưa, di sản văn hóa hồn xưa. Từ đó vô đây chắc có một phút thôi nha mọi người. Nhưng mà ai mà mệt quá thì có thể đi xe điện. 5.000 một lượt. Rồi bây giờ là lối
đi xuống gành đá đĩa nè. Đó, các bạn tham quan. Wow, đi buổi chiều, đi cái giờ này nó lý tưởng ghê luôn á, nó mát, đỡ nắng. Hồi trưa đi qua bên chỗ Thám Nghinh Phong nó nắng quá xa. Sao vậy? Tàn quá hả? Rồi. Đây mình xuống một đoạn cũng cao hết mọi người. Đây, dưới này nè. Nhìn cái cảnh rất là đẹp ha. Wow, rất là đông khách luôn á. Mặc dù là bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi mà vẫn rất là đông. Rồi mình sẽ đi qua hướng bên này luôn. Đi qua cái gành đá nè. Ở đây là bãi đá ha. Còn cái gành đá chính thì nằm khu bên này. Mình cần phải đi đường hẳn một đường này để đi qua bên kia. Cái chỗ này là mưa là chắc chắn là trơn chắc luôn. Mấy cái đá này nó trơn lắm. À, đây là cái gành đá đĩa nè. Cái chỗ này được xem là di sản luôn nha mọi người. Công nhận là di sản luôn rồi đó. Wow. Ôi người không là người. Quá là đông luôn. Chi sạch. Đông quá. Ở phía dưới này là những cái gành đá mà có hình dáng là giống như cái dĩa vậy đó. Và nó được hình thành từ dung nham núi lửa nha các bạn. Thì mình núi lửa đi ra ngoài đây á thì nó gặp biển thì nó sẽ lạnh lại rồi nó đông cứng ở đây luôn và tạo lên những cái gành đá đĩa như thế này. Ở trên đây thì nó thấy rõ hơn nè. Hoành tráng không? Người không là người luôn á. Hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9 cho mọi người, rất là đông người luôn. Và bây giờ là 5 giờ chiều. Mọi người vẫn đang tụ tập về đây để chụp hình. Thì theo mình được biết là cái chỗ hõm đó là cái chỗ mà do chiến tranh nó gây ra. Chắc là đánh bom cái gì đó nên là dẫn tới nó bị hõm vô một khúc như này ha. Bạn nào mà thích chụp hình ra đây là chụp hình vô tư luôn nha. Nhưng mà chắc phải lựa đi những cái ngày trong tuần á, chứ mà đi mấy cái ngày này á, nó đông gần chết. Đông mà người không luôn á, này mà xóa người chắc xỉu. Ở phía xa xa kia là một cái bãi tắm của dân địa phương à. Buổi chiều người ta tắm quá trời luôn nè. Mấy cái tàu đánh cá nè, ở bên kia có nhà bè nữa, cái đây cũng có nuôi thủy sản. Gành đá đĩa trải dài 2 km đường bờ biển, chiều rộng thì có đoạn lên tới 50 m. Đá ở đây dựng đứng theo nhiều cột liền khích nhau, đều tăm tắp. Các cột có hình lục giác hoặc là hình tròn giống như cái đĩa, nên nơi này được đặt tên là gành đá đĩa. Loại đá ở đây là đá bazan, hình thành do quá trình vận động của núi lửa vùng cao nguyên Vân Hòa, Sơn Hòa, Phú Yên. Núi lửa này hoạt động gần 200 triệu năm trước. Dung nham từ núi lửa chảy ra sát biển, gặp nước biển lạnh nên lập tức đông cứng lại, xảy ra hiện tượng ứng lưu, tạo ra rạn nứt toàn bộ khối thạch khổng lồ, hình thành nên gành đá đĩa như ngày hôm nay. Nhận thấy nơi đây cần được bảo tồn, tháng 12 năm 2020, gành đá đĩa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Và như bạn cũng thấy đó, một phần của nơi này đã được ngăn lại để bảo tồn, hạn chế sự tiếp xúc của con người để giảm tác động cho các khối thạch ở đây. Cùng với các khối thạch, biển trời đã kết hợp lại để làm nên vẻ đẹp có 102 cho dãy đất miền Trung nắng gió này. Cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân tới đây và quay lại thật nhiều cảnh đẹp để chia sẻ tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi các video về trải nghiệm du lịch và ăn uống của mình nha. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.